Quá bất ngờ với một cái ba lô hành trang của chàng hot boy đi bụi này trong 6 tháng qua. Và để hiểu rõ hơn trong cái ba lô này có những thứ gì thì Thái mời tất cả quý cô chú anh chị cùng xem video nha. Giờ nè, em cái hành trang mà đi bụi của em có gì đem phe lại cho mấy anh xem coi. Chờ, có gì đâu, đồ không à? Đâu, lấy ra thử ra. Có áo đó, hành trang là phe nhiều đây mà đi gần 6 tháng trời. Hành trang thiệt ra đi bụi. Ủa, có đồ đã có giặt không? Trơn nghe, gọi giặt sao? Nhà em chưa giặt. Cái gì 6 tháng trời rồi bận đồ gì chưa giặt hả? Ba bốn bộ mà. Ừ, đâu có bộ mấy bộ, lấy ra rồi. Trong 6 tháng đồ đâu có giặt đâu, kè còn đen kìa. Rồi trong 6 tháng rồi. 6 tháng bận nè, nó đen xì. Trong 6 tháng mà chưa giặt luôn hả? Chưa. Trắng thì nấu đen. Đó là đồ mình mua hay là cho? Người ta cho em. Cho hả? Dạ. Nó phe hết mấy cái là mấy cái đồ này mặc rồi nè, đen lụi trơn rồi kìa. Không có giặt. Đâu nữa rồi, hành trang nữa rồi. Đó. Có kem đánh răng được không? Dạ không. Không kem răng hả? Rồi rồi em tắm ở đâu? Tắm có chỗ tắm không? Tắm chỗ công cộng á, nhà sân cộng rồi tắm. Tắm công cộng ở đây có đâu, chỗ nào cái tắm công cộng? Có mấy chỗ bên kia. Tắm bờ sông. Dạ. À bờ sông ha, cái bơi sông. Bơi đồ bơi theo cái bờ sông, cái sông luôn nè. Rồi có xe bông được gội đầu không? Không. Không luôn á. Dạ. Bây giờ vậy nè, không thôi chút xíu gửi bị đồ cho mấy anh, rồi mấy anh đem đi giặt cái đồ giùm cho. Rồi cho nó sạch sẽ mới đi. Giặt ủi ha. Rồi mấy anh em mình đi về nhà cưng chơi. Ừ. Đủ mấy anh về nhà chơi. Cho anh tụi anh về tham quan nhà chơi. Em, về sáng luôn. Về đâu được đâu anh? Sao không được? Nhà em tụi anh chở về chở gì á? Đâu được đâu. Nhà rồi mà... tụi anh như là bạn đi. Dạ. Coi như tụi anh là bạn đi. Đúng rồi, xem như tụi anh là bạn đến nhà chơi. Đâu được đâu, nhà em đâu có ai đâu bạn. Có, tụi anh là bạn cưng á, dắt bạn về nhà chơi. Tức là tụi anh sẽ đến nhà chơi để mà ta biết nhà của em sao sao vậy đó. Dạ. Rồi mình mua đồ mình ăn đồ ha. Không, không đâu có gì. Đó là xô nhỏ nhỏ đồ ha. Hả Sang? Giống như xem tụi anh là một trong những người bạn mới quen đi. Dẫn về nhà chơi. Sao vậy, có gì đâu ngại, như anh em là bạn bè. Như Sang lúc trước gặp Sang, ví dụ đi, Sang cũng e nhẹ đúng không? Bây giờ là cứ như là thân thiện với anh em rồi. Bây giờ anh em mới cũng giống như thân thiện rồi với Sang rồi đúng không? Dạ. Ta cũng mến Sang. Sao? Sang nhà chơi. Cho anh hỏi là nhà em thúc nốt khúc nào? Thơm gom đó. Cầu thơm gom. Cầu sắt thơm gom ha. Dạ. Cầu sắt thơm gom rồi đi vô trong hướng trong cờ đỏ hay gì? Qua cầu sắt gom quẹo vô chưa hay là chưa, hướng nào từ trên đây là chưa tới cầu sắt gom có đường quẹo vô? Cầu sắt gom chạy quẹo vô chút. À quẹo vô ha. Dạ. Vô tới chổng xe không? Khúc nào? Khúc chạy dài vô đường Ba Đá. Ba Đá Ba Gừa đúng không? Tới Ba Đá chưa? Đúng rồi. Tới chợ Ba Đá chưa? Tới. Tới chợ Ba Đá ha. Vậy tụi anh biết á. Dạ. Đi không? Mà tụi anh chở về nhà luôn nè. Thôi em đâu có về đâu. Chứ tôi về nhà em đâu có đi đâu về. Về nhà em chơi. Thì em về em tự về được. Về em về tới chừng nào? Em đi, em đi được, em về được mà. Chở về nhà đi, chở nhà mình chơi đi. Xong rồi anh chở em về đây lại. Hả? Ở nhà. Không, em đâu có về. Đây. Như là tụi anh dẫn tụi anh đến Ba Đá chơi bữa rồi. Nghe nói chổng có nhiều trái cây đồ lắm phải không? Xoài rồi đó. Em đâu có gì chơi đâu, nhà em đâu có gì chơi đâu mình. Ở chổng là thuộc dạng kế nông trường, ta trồng xoài đồ dữ lắm phải không? Đây, ngồi mấy anh em đi xuống dưới ha. Chở em về luôn. Không được anh ơi. Bây giờ cưng cho anh hỏi đi, cá nhân cưng là chịu vô bệnh viện trị bệnh không? Hả? Một mình cưng á, cá nhân em chị rồi đâu hết đâu. Hả? Chị rồi đâu hết. Đâu hết anh. Em đi em tự chị rồi, em đi khám rồi. Chị gì? Trong bệnh viện nào? Hả? Trong bệnh viện nào? Bệnh viện Sài Gòn á. Sài Gòn hả? Ừ. Trong bệnh viện đó bác sĩ nói là mình bị cái gì? Hả? Bác sĩ nói là mình bệnh là mình là bệnh gì á? Bệnh nhức đầu gì đó. Bệnh nhức đầu ha. Ừ. Em có mua thuốc rồi. Có mua thuốc rồi. Ở nhà Sài Gòn. Ta có nói cái chân đi hoài không? Ta có nói không? Nói cái chân đi hoài hả? Em đi này biết cho anh hỏi nghe, em đi bộ gì em có mỏi chân không? Có mỏi mỏi em cũng lợi thôi à. Biết quen rồi ha? Dạ. Lợi cái quen rồi. Rồi đi đâu thấy em đội nón rồi đầu trần gì đó hả? Có nón mà em bỏ rồi. Có nón bỏ rồi hả? Dạ đợi nhức đầu. Đi đợi, đợi đầu hả? Đi nhức đầu là bỏ hết cả. Bữa sáng em có mấy anh chị em? Em với em gái. Là có hai anh chị em hả? Dạ. Rồi ba mẹ giờ hiện tại ra đang đâu? Không, lúc đang ở Sài Gòn, làm Sài Gòn. Rồi ba mẹ đang làm Sài Gòn nha. Dạ. Rồi có việc gì không? Công ty. Công ty
Còn ngày xưa cưng làm gì kể nghe coi sao? Ngày xưa em là phục vụ. Phục vụ hả? Phục vụ nhà hàng hay sao? Dạ đúng rồi. Lúc đó mình làm khoảng bao lâu em xem? Là mình làm mấy nghỉ? Làm mấy tháng rồi nghỉ. Có mấy tháng ha? Dạ. Mình xin nghỉ hay là người ta cho mình nghỉ? Xin. Xin ha? Dạ. Lúc đó làm là tiền, có tiền có gửi cho ba mẹ gì không? Có. Được bao nhiêu? Triệu. Có 1 triệu hả? Dạ. Rồi ông trả lại chưa? Chưa. Chưa nữa hả? Bữa nay về gặp ông rồi. Dạ. Con lấy tiền đi tiếp. Lấy tiền đâu làm gì đâu. Chứ không lẽ em đi qua bụi đời gì em không có tiền rồi sao? Rồi em mua gì ăn, muốn ví dụ như mình gặp cái đó mình thèm mình sao mình mua ăn? Không ăn thôi. Không ăn thôi đâu có đâu. Có bánh mì người ta cho từ thiện thì xin ăn. Như bây giờ cho anh hỏi nghe ban đêm lỡ mình đói rồi mình ngủ được không? Ngủ không được đi kiếm đồ ăn ăn. Ngủ không được đi kiếm đồ ăn ăn hả? Ừ. Tự sinh không ở đâu có đồ ăn mà kiếm. Thì ta cho thì phi rồi ai đâu chó. Ai đâu chó. Ai đâu, chó, ai đâu bán cái gì đâu chó. Ừ. Không cho thôi. Không cho thôi hả? Dạ. Rồi không nghe em đi ta nữa? Cho mà. Người ta gặp ta biết hay sao? Dạ. Rồi về ôm bụng đói ngủ ha. Sáng là tính tiếp hay sao? Ví dụ như bây giờ cho anh hỏi nào, ví dụ như mình muốn lại đó mình ăn cái gì đó mình xin gì mình nói hay sao? Dạ. Ví dụ như mình đói bụng rồi mình muốn ăn cái đó mình lại cái chỗ mình xin đó mình nói hay sao? Thì có chỗ cân thể hiện nó bị mình xin. Nói sao mình xin, nói sao? Xin nói bánh mì gì đó rồi xin gì không. Cho xin cơm ra đó xin cơm người ta ăn rồi. Không xin cơm ta xin bánh mì ăn gì đó hả? Dạ. Đó giờ có đi mấy tháng rồi ăn bánh mì không gì đó hả? Dạ. Hay ăn cơm? Mì. Mì không hả? Nhưng mà lỡ xin người ta không cho rồi sao? Không cho thôi. Khó à nghe. Sang đẹp trai mà nói chuyện thấy cũng hay á. Ừ. Vậy mà mấy anh ngủ về nhà chơi không chịu, không cho, không dẫn mấy anh về nhà chơi cho vui. Vậy là không thích mấy anh rồi phải không? Dạ em thích nhưng mà em không đâu về đâu. Ừ. Em tự đi, em tự về được. À, có gì đâu, về nhà anh em mình tâm sự thì chơi cho biết nhà mới mốt rồi cứ đi ngang đường đó ghé thăm Sang. Ừ. Gì đâu. Anh này có đứa em gái đẹp lắm. Ừ. Chịu không? Chịu không kìa. Không. Cháu gái đẹp lắm. Thôi về nhà anh. Ừ. Được không? Cháu gái đẹp lắm. 19 tuổi. Thế. Còn anh này có người chị gái nè, tên Kalin. Kalin. Đẹp lắm. Được không? Chịu không? 58 tuổi. Còn rồi sao lúc kia đi làm đó có bạn gái chưa? Chưa. Sao trễ giờ 24 tuổi rồi chưa có bạn gái trời. Dạ. Kén chọn quá chứ gì. Có yêu ai chưa? Chưa. Là chưa yêu ai luôn. Dễ giờ luôn hả? Là rồi. Từ nhỏ lớn là không có mối tình nào luôn. À, coi có biết yêu không? Không. Không biết yêu luôn. Hỏi thiệt, Sang nghe thích trai hay thích gái? Dạ. Em thích trai hay thích gái? Ừ, thích trai hay gái? Thích gái nha. Thích gái ha. Đi được. Còn được. Còn tốt. Thì thích gái để anh giới thiệu cho chị Kalin. À, còn thích trai thì anh giới thiệu cho anh Nguyễn Văn Có. Đẹp trai không đó, đẹp gái đẹp trai không đó, xuất sắc luôn. Rồi bữa nay về nhà sơn chơi nè, son chơi nè, ha. Chút xíu anh Nguyễn chở nha. Không em đâu về. Dẫn em đi ăn rồi về dưới nhà luôn. Đi. Không em đâu về, em tự đi em tự về được. Em lại bộ về chút xíu à. Đây mà lỡ bộ về dưới chút xíu. Ừ. Không mà đi mấy tháng qua rồi có nhớ cha nhớ mẹ không? Nhớ. Có nhắn gì với cha mẹ không? Nhắn lên đây nè. Nhắn đi. Ờ, nhắn lại với cha mẹ nhắn đi. Nhắn lại với cha đi. Lỡ cha mẹ có coi qua cái clip cái có gì nghe được. Gửi yên gửi tâm. Lời đi. Gửi lời với cha mẹ gửi đi. Gửi lời với cha với mẹ đi. Nói con nhớ gì đó, con nhớ cha nhớ mẹ gì đó nói đi. Thì nói đi rồi chừng nào có gì về bữa ăn về. Đi vòng vòng cho thoải mái rồi về. Nói đặng trống. Về bữa mấy bữa để không trống. Thì cỡ 10 bữa nửa tháng về. 10 bữa, 10 bữa rồi cộng thêm nửa tháng nữa. Mười bữa hai mấy ngày rồi đó. 10 bữa nữa anh về. 10 bữa rồi. Về không đâu? Về Tháp Gơm hay là về Sài Gòn? Về Chi Tôn. Về Chi Tôn mà nhà nó bán rồi. Bán rồi mà. Về Cần Thơ. Về Tháp Gơm á. Dạ. Coi chừng ổng điện đó. Không có đâu. Rồi sao có tâm tư nguyện vọng gì không? Nói cho anh biết rồi. Mình
có tâm tư gì không, có tâm nguyện gì không? Giờ mình muốn mình đi gì là mình trải nghiệm gì là mình muốn làm gì? Không. Có nghĩa là mình đi gì nào là mình muốn trải nghiệm là sao? Muốn đi làm. Làm thì đi muốn đi làm em đi long nhông vậy làm gì? Thì đi vài bữa cho nó thoải mái rồi về đi làm. Đi 6 tháng này còn gì nữa? Đi 6 tháng rồi đó. Về được rồi. Đi 6 tháng mà nói rồi mới đi thoải mái. Bây giờ anh em cũng cố gắng phiên sang đó, dữ dằn dữ dội đó. Rồi anh khuyên em biết rồi, nhưng mà em về em đi được, em về được. Anh yên tâm đi. Thì em đói làm về không? Đói về hả? Đi 6 tháng này mà chưa biết đói nữa. Chừng nào đói chắc 2-3 năm quá. Đi 6 tháng này mà chừng nào đói về. Rồi trong trên cái đoạn đường em đi đó là có ai nói em là có bệnh gì không? Có ai nói gì không? Không. Không ha. Nhưng mà thật sự là nhìn em thì anh thấy cũng không có bệnh gì hết trơn á. Tại vì em đi 6 tháng mà em nói em không đói là biết là em không có bệnh rồi đó. Em còn biết đường kiếm ăn. Đẹp trai ha. Giống người Hàn Quốc. Ôi, lắm về à. Về đi để anh giới thiệu cháu gái anh cho. Dạ đi con ơi, để về đi. Mình đi khám bệnh. Về đi khám bệnh đi để mà cho nó khỏe rồi mình đi làm. Chứ dạ. Nhìn em như vậy nè. Em đi khám rồi. Thật sự nếu mà anh là một người chủ công ty đây mà anh nhìn em vậy anh cũng không dám nhận em nữa. Tại vì lại gần em là không có được. Không, mình về mình tuốt lại nhan sắc của mình nè, rớt tóc rồi mình tắm rửa này kia rồi sau đó là mình lên đồ khác cho nó bén nha, ngon lành đó. Rồi lúc đó mình xin việc làm người ta mới nhận chứ em gì sao ta nhận. Mình về mình chỉnh chu lại cái ngoại hình của mình coi. Thấy là bỏ là phí quá gì sang đẹp trai nè, trời ơi sao đây. Thì từ anh về mới đây vài bữa em về. Nói chung là anh em bây giờ nói cho vui cho đùa thôi ha. Thật chắc anh em đến đây cũng như là mục đích gặp Sang để mà phiền Sang để về nhà. Để mà đi điều trị bệnh hả Sang? Sao? Ha? Dạ. Anh em muốn cho Sang tốt thôi chứ đâu có muốn Sang đi ra ngoài hoài, đi tối ngày cũng bờ cũng bụi hoài đâu. Đúng nhưng, không? Nhưng mà em về rồi. Hả? Em về rồi. Thôi chắc có lẽ là để tiếp tục chia sẻ cho mọi người thêm nữa ha. Thì chắc có lẽ là để cho máy suy nghĩ đi. Để cho máy suy nghĩ đi. Dịu lại tí đi, nãy giờ cũng mệt mỏi rồi. Với mình em mua hộp cơm cho em mấy ăn kiếm đi. Sáng giờ. Rồi thôi chào em với Sáng. Rồi chào em nha. Sớm về với gia đình nha. Rồi.